Hello everyone and welcome to learn a new lesson skill through and listening. I learned exercise 1. Walk in pair and describe the picture and answer the question. Bài tập 1 người ta yêu cầu hãy làm nhóm và hãy thảo luận những bức tranh và trả lời những câu hỏi. Ở bên dưới thì mình sẽ có 3 bức tranh. Ở bức tranh số 1 là một hình người rất là lạ. Ok, vậy câu hỏi của chúng mình sẽ là gì? Exercise 1. What do the picture show and do you think they really exist? Bức tranh đã chỉ ra những cái gì và bạn nghĩ là chúng có thật sự tồn tại không? Đây là câu hỏi cá nhân và cô sẽ trả lời cho chúng mình theo cái quan điểm của cô này. Chúng mình có thể trả lời mỗi bạn nghĩ thế nào thì sẽ là trả lời như thế. Một, cái bức tranh là chỉ ra những cái người ngoài hành tinh, những cái người mà sống ở tại một cái hành tinh khác. Ok. Và cá nhân thì tôi nghĩ nó không thật sự tồn tại. Câu trả lời. They show the alien in other planets and I don't think they really exist. Okay, bye. Câu hỏi số 2, what do you want to know about them? Bạn muốn biết những thứ gì về chúng? Rồi, tôi muốn biết chúng trông như thế nào và chúng ăn cái thứ gì? I want to know how they look like. How they look like and what they eat. Okay. Câu số 3. What would you do if you saw one of them? Bạn sẽ thấy khi mà bạn sẽ làm gì khi mà bạn thấy chúng? Okay. I will hide. Chúng mình cùng đến với bài tập số 2. Listen to the tone image description of what an alien from other planets may be like and feel explained with no more than 3 words from the recording. Bài tập 2 người ta yêu cầu là hãy miêu tả tưởng tượng của tôi về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào và hãy điền vào mỗi chỗ trống với không quá 3 từ. Chúng mình sẽ cùng lắng nghe bài tập số 2. Page 65. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to Tom's imagined description of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than 3 words from the recording. I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how I imagine them. They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have 8 legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies, and their skin might be very thick, so they can live in temperatures of around -145°C. They may have 4 eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell, and they may even be able to sense others' feelings, like happiness or fear. And I don't think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don't even need to breathe air.
The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other. Ok, rồi chúng mình sẽ có đáp án số 1. Jupiter. Hi, much bigger. Three, more powerful. And lost up here. And thick skin. And for a year. Happiest. Fear. Energy. And jock. Okay. Thì mình sẽ cùng chép đáp án vào trong vở và nghe thật nhiều lần ở nhà để xem mình có nhận ra được các từ khi mà nó xuất hiện trong bài nghe hay không. Exercise 3, listen again and take V as true or not given. Chúng mình sẽ cùng lắng nghe, nghe lại và tích V vào ý đúng và X vào dấu sai. Not given thì mình sẽ điền N, G. Chúng mình sẽ cùng lắng nghe bài tập số 3. Unit 12, page 65, skills 2, listening, activity 3, listen again and tick true, false or not given. I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how I imagine them. They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have 8 legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies, and their skin might be very thick, so they can live in temperatures of around minus 145 degrees Celsius. They may have 4 eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell, and they may even be able to sense others' feelings, like happiness or fear. And I don't think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don't even need to breathe air. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other. Ok, rồi ở bài tập số 1 mình sẽ nghe được từ first. Bởi vì nó rất là khác so với con người. Nó không, ở đây mình sẽ có similar là sai. Ở đây mình sẽ có kết quả là very very different to human being. Còn câu số 2, not given, không có trong dữ liệu được cung cấp. It's very cold there. Ở câu 3, true. Ở nơi đó rất là lạnh. Và they may be fair sight. Câu số 4, chúng có lẽ sẽ bị viễn thị. Ok, đây là sai. They may need ear for their existence. Ở đây mình sẽ có chúng có lẽ chúng cần không khí cho sự tồn tại của chúng. Rồi. Đây sẽ là for. They may be list a lot of food and drink. Chúng có lẽ cần nhiều thức ăn hơn là sự sống. Rồi, ok, ở chỗ này mình sẽ có câu for sai. Exercise 4, write in pair and image what an island will be like and use the image deletion to fill the gap below. Rồi chúng mình sẽ có một vài bài để thảo luận và hãy tưởng tượng là hành tinh trông như thế nào và hãy sử dụng trí tưởng tượng của em để điền vào ô trống. Ở đây mình sẽ dựa vào những cái câu mà mình được cho, những cái cấu trúc mình được cho. See, he may be my health eye.
Yeah. Ở đây mình sẽ có thể là mình sẽ nói là chúng có một cái đôi mắt rất là to này, big eye, và chúng có thể là ăn được. It may eat rock. Chúng có thể là ăn được đá nữa. Và da của chúng là có thể rất là xanh hoặc là dày. Hoặc là dày, thick. Và tóc của chúng thì cũng có thể là rất là nhiều. Might be a lot. Và chúng cũng có thể là mặc những cái bộ trang phục đồ không gian này, space shoes. Ok. Và chúng có thể tương tự giống chúng ta. Và rằng là cô ấy có thể hạnh phúc và cô ấy có thể là lo lắng này. He can feel happy and fearful. Hoặc là cô ấy và anh ấy có thể là khác so với những con người khi mà anh ấy không thể nói được. He can speak. Okay, he can speak. Bài tập số 5 và số 6 chúng mình sẽ thảo luận làm nhóm này. Okay. Chúng mình sẽ cùng chữa bài tập số 4 vào trong vở. Chúng mình cũng có thể là dựa những cái idea, những cái mà gợi ý để làm bài tập số 6 viết thành một cái bài hoàn chỉnh. Cô chúc chúng mình sẽ có một cái bài học bổ ích và hiệu quả. Thank you for listening. Goodbye.